Chào quý vị các bác, quay trở lại với kênh của Việt Phú. Hôm nay thì em có đi đến một quán đồ cũ ở địa điểm mới, ở nhà mới của em, ở tỉnh khác, cách ở tỉnh cũ khoảng tầm 400 cây gì đó, thì 300-400 cây gì đó thôi. Em chuyển đến tỉnh mới, thì ở đây nó thời tiết rất thuận lợi, các bác có thể thấy rồi. Trên chỗ em trời đang tuyết tơi to, nhưng đây trời nắng đẹp, đấy, rất là thuận lợi. Ở đây thì có một cái tiệm đồ cũ rất là nhiều cái đồ. Cái tiệm này thì chuyên mấy cái đồ xây dựng, xe đạp, rồi máy giặt, lò vi sóng các thứ, đồ xây dựng, đồ dụng cụ cơ khí xây dựng này. Còn loa đài thì ở tiệm khác, em sẽ quay sau. Đây có một cái tiệm nó chuyên mấy cái đồ xây dựng ở khu này trước, máy khoan, máy đánh bóng, rồi mài gì có hết à. Đây hầu hết là máy khoan, máy vít, rồi máy đục bê tông các thứ. Giá nó thì vô cùng rẻ quý vị ạ. Hàng này thì như kiểu là cũ quá rồi thì người ta không bán nữa, mà bán về cho anh em thợ thuyền lấy linh kiện, hoặc là về có thể tái sử dụng, tái sửa chữa rồi sử dụng lại. Đây người ta có ghi đây, dù là hàng cũ nhưng mà hoạt động vẫn là còn nguyên bản này. Đấy, đấy quý vị nhá, mấy cái hàng này cũ thì rất là cũ nhưng vẫn nguyên bản đấy. Họ làm hết mấy công trình bê tông ấy, họ bán đi này. Giá thì vô cùng bất ngờ luôn quý vị. Một con này nặng hơn 1 cân một cái. Có con nặng 2-3 cân thì cũng có, tùy to nhỏ ấy. Con bắt ốc ấy. Rồi mấy cái khoan vít này. Súng cò rất là nhạy. Giá thì đây 580 yên quý vị ạ. 580 yên cộng thuế 58 yên thì khoảng tầm 650 yên đi. 650 yên là mỗi cái như thế này thì người ta bán khoảng tầm 130-140 nghìn. Đây này, giá bảo 638 yên này. 638 yên. À có con ở đây, trong này có tùy nữa chứ không phải là đồng giá đâu quý vị ạ. Rẻ nhất ở cái con này, Makita này thì là 580 yên thật. Đây trong này thì có tùy giá. Ví dụ có con này khoảng hơn 200 nghìn, 250 gì đấy, 230. Con kia thì có 150. Con này thì còn nhỏ nhỏ này nhưng vẫn hơn 200, 230. Đây là cái tem mác thì nó mất hết rồi nha quý vị nhá. Hầu như nó mất hết chứ không phải là tất cả. Trên này thì vẫn có tí này, electric tapper này. Đấy. Giá thì khoảng tầm 200-300 nghìn gì đó một con thôi, đa số là vậy. Ở đây thì có của Hitachi này. Đấy. Đây thì không có tem nữa. Nói chung giá thì rơi tầm 200-300 nghìn một con. Con này là của gì đây, Hitachi luôn nhá. Súng vẫn còn rất là nhạy, cũ nhưng mà vẫn nguyên bản, chưa tháo lắp sửa chữa gì nha quý vị nhá. Người ta có ghi đấy nhá, có đi một số cái thì có kèm luôn cả cái tháo luôn, tháo bắt ốc đầu khoan luôn, nhưng một số cái thì không có nhá quý vị. Nhưng giá thì quá rẻ luôn, 200-300 nghìn, 200 nghìn một cái. Tầm cái này thì dao động tầm 200-250, có cái to nhất thì tầm 300 cái như này. Ở đây nó có khoảng tầm 20 cái đấy. Đây, cái này bác nào mà lấy thì cũng rất là đẹp nhỉ. Đây, có trong này có một cái xe đạp gấp đẹp hết, không thấy giá. Ở đây rất nhiều xe đạp thì em sẽ để một cái hình ở dưới cho quý vị cùng xem. Rất là nhiều. Ở đây cũng có cả máy gặt, máy làm gỏ, máy cày sới có hết nha. Ngoài sang bên này là một đồ số, đồ kìm, rồi kìm cộng lực, rồi đồ vít, dao kéo, nhấc gạch các thứ đây, nhấc cửa thứ đây. Đấy. Có cả mấy cái kìm cắt sắt, kìm cộng lực. Bên này có cả bình hơi này. Rồi mấy cái đầu súng hơi ấy. Nhiều lắm. Để sang bên kia em quay cụ thể hơn. Máy phát điện này, máy phát điện của Honda này, trước có bác nào hỏi em này thì giờ mới thấy đây có mấy cái máy phát điện của Honda, rồi của Essen là của thằng nào em không rõ lắm.
Essen. Honda thì ví dụ con Honda EP900 này thì nó giá khoảng tầm 6 triệu bên này. Dạy 500Hz và 100V. Con này là chưa sử dụng luôn này. Chiêu cô nhưng mà con này là hàng sử dụng rồi, hàng cũ. Nhìn rất là đẹp nhưng mới nhỉ. Còn chỗ này là một con khác. Giá thì cũng Honda EP23 này. Cũ hơn nhưng mà đắt hơn cả con này nhiều. Đấy, con này nó khoảng tầm 6,5 triệu. Còn ở bên này là con Enzen gì đấy. Enzen cũng còn 6 triệu. Nó rất là đẹp con đời con đây thì đây là máy phát điện này. Nó có nhìn mồ này. Ok này này. Đi scenery này. Đấy thì ở đâu thì nó không thua ở đâu ạ. Nó không thua cái hàng hóa đâu ạ. Nói chung là họ đang còn muốn bán tất cả đây. Cái gì đâu muốn bán cả. Cái đây thì là đương nhiên này. Đây là dây điện này, đèn này, cái tô này. Đấy. Đây kia có nhiều hộp đựng máy hoa trong đây. Đây bên này này, đây máy cầm tay rời này. Giá rẻ thôi quý vị ạ. Đây có một con Hitachi GP13 giá khoảng tầm. Con này không có vấn dùng không vấn đề gì cả. Giá 3/680 thì chưa thuế thì rơi tầm 4/ khoảng tầm 900 nghìn, hơn 900 nghìn gì đó. Đấy. Hơn 900 nghìn con này nó nặng khoảng tầm 2 cân đấy. 3 cân, Makita 2 cân như vậy. Đấy, Makita. Sau đây này ghi Makita, dưới đây tem là ghi Hitachi. Đấy, chắc có sự lầm lẫn ở đấy. Đây gọi là Makita của tiếng Nhật to tướng này. Ở bên này là một con Hitachi BDH125 cũng giá bằng con bên kia. Tầm 900 nghìn. Vận chuyển thì 210 nghìn một cân. Mà mấy cái này thì nó cũng khoảng tầm mất 5-600 nghìn. Vài triệu một cái thì cũng bằng ở Việt Nam mua ấy. Đây thì có mấy cái máy mài cầm tay này. Em ở công ty cũ cũng hàn cũng dùng mấy con này đó. Hàn đỉnh lắp xong rồi mài đi. Giá 200 nghìn này, con này giá 200 nghìn này quý vị nhá. Bây giờ của thằng Ryobi. Con bên này là của thằng gì đây? Mấy cả không rõ luôn. Không biết rồi của thằng nào đấy. Nó mờ mất cái tem rồi. Máy đánh nhãn, máy đánh còn vẫn còn lưỡi đi kèm luôn. Ryobi. Còn Ryobi này thì gọi giá con này giá cao hơn chút, 400 nghìn hơn. Con này thì giá tầm hơn 600 nghìn, còn đẹp hơn. Bên kia là một mỡ máy cắt mini đấy, cắt đá thứ ở bên giá bên cạnh quý vị. Đây có nhiều, rất là nhiều. Đây chỗ đây cũng có nhiều máy cắt đá gạch, giá dao động từ khoảng tầm 300 nghìn trở lên đến khoảng tầm 600 nghìn. Rất là nhiều. Đây có máy mài hai đá này. Mà hai đá con này của Extra Power Full này, con này giá 800 nghìn. Nặng khoảng tầm 3-4 cân, 4-5 cân gì ạ. Bên này còn nhẹ hơn chút của thằng Simco. 3 cân mấy, 4 cân hoặc hộp ấy. Còn tầm 8-900 nghìn cả. Nó có súng, mấy cái súng rửa xe cao áp à. Đây cái điều khiển cái cổng đây họ có ghi đây điện động cơ lên, nghĩa là cái cổng điện này. Cái cổng à, cái này hay không có. Bên này có một số mỡ cái máy Makita, máy bắt ốc, máy khoan các thứ. Giá thì cũng dao động từ 300 nghìn trở lên. Tầng dưới thì có dao động từ 200 nghìn. Đấy. Cái bộ này còn sạc nguyên thì khoảng tầm 300 nghìn. Gritut. Hitachi các thứ rất là nhiều. Chúng em sẽ quay lướt qua một thể. Hôm nay thì vào chuyến em đến đây.
quay nhanh, lỡ quán nó không cho quay thì biết, còn biết đường. Còn sẽ quay hình đây, quý vị nào có ưng con nào thì có hình là chụp lại giúp em nhé. Có là nhiều máy gì đây, máy bào, máy nhám cái thứ. Đây. Bào cắt nhám mài cái thứ, có hình đây của khu vực này. Đây, mài này. Ngoài này thì chữ rưỡi. Nó là nhiều thật, công nhận quán này nhiều thật quý vị. Đây có mấy máy rửa xe, mấy máy bơm người ta lấy từ cái vòi nước bình thường mình ấy, cho vào đây thành bơm cao áp luôn. Rất là mạnh. Giá của 1 triệu một cái. Trên này thì Aegis Yamaha. Nó cutter thì nó cao hơn chút, tầm 2,5 triệu. Hơn 2,5 triệu. Ở bên này vẫn là đồ mấy máy cắt tay rồi các thứ đó. Cầm tay này. Đó. Nhiều thật. Bên này là sang đến cái phần đũa rồi máy cắt cầm tay mini này, motor này, máy cưa này, máy các loại máy cưa này, khoan này, khoan cần này, khoan này, nhiều thật. Em công nhận em thấy ở đây cái quán này nó quá nhiều đồ. Đây máy rửa xe nữa, phát điện. Dùng đồ đấy rất là nhiều. Đây nữa, máy nén hơi này, máy nén khí đây. Đấy, nhiều thật. Máy xe forklift cái thứ gì cũng có. Quay sơ qua với anh chị cô chú cùng xem lượt vậy. Em sẽ quay cụ thể hơn ở trong các video lần sau. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.